Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày tối ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình thì các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm cho mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn là một con cục gạch Nokia nhé. Con này là Nokia 105 ạ. Đây. Này. Con này Nokia 105. Này. Nokia 105. Này. Con này Nokia này 105 bản 1 sim nhé. Khách vừa mới mua xong. Đấy, khách vừa mới mua xong. Máy còn như kiểu là mới luôn. Này. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 200.000. Đấy, 200.000. Và các bạn mình sẽ tặng kèm cho bạn là máy thì có các bạn có pin này và có sạc và tiền ship các bạn phải chịu nhá. Đấy, con này thì có 200.000 và tiền ship các bạn phải chịu nhá. Đấy, rẻ như kiểu là cho rồi các bạn nhé. Đấy, Nokia 105 đây ạ. Đấy, con này là bản một sim ạ. Đấy, các bạn mua một con máy đen trắng nghe gọi này rất là ok nhá. Đây là 105 đời 2020 này, con Nokia 105 đời 2020 này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Nokia 105 này, bản 1 sim này, các bạn hãy tham mình là sớm nhất nhá. Này. Một là qua Zalo và hai là qua đây là địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng của mình qua địa chỉ cửa hàng của mình. Và tất cả sản phẩm điện thoại cũ cho mình đều bảo hành lỗi được 1 tuần và bảo hành được 6 tháng. Đây mọi thắc mắc lỗi thì các bạn có thể là gửi theo trực tiếp lên địa chỉ cửa hàng mình và lên trực tiếp cửa hàng mình thì mình sẽ hỗ trợ là đổi và bảo hành cho các bạn nhá. Đấy. Và hình thức mua bán với mình rất nhiều hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng rồi ấy thì các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai các bạn nào chưa tin tưởng ấy thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán các bạn nhá. Đây hình thức nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng và kiểm tra và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Đây hôm nay nhà mình vừa mới về thì con này là con Soli Soli này là Soli Ultra XA nhé. Đấy, Ultra XA này. Đấy. Soli Ultra XA này. Đấy. Màn hình to bự. Đấy. Soli Ultra XA này. Màn hình to bự luôn. Đấy. Ultra nói chung là đến hàng Ultra thì rất là to rồi các bạn nhé. Mình sẽ xem cái bộ nhớ con này xem là nó bao nhiêu ghi thì mình cũng chưa xem. Đấy, con này bộ nhớ trong là 16 ghi này. Đã sử dụng 16 ghi. Con này bộ nhớ trong là 16 ghi này. Buôn trái nha, con này là 16 ghi nhá. Con này thì bên mình thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Rồi, 1 triệu đồng. Cũng buôn trái nha. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại được của khách xong. Hôm nay mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là lợn chết. 1 triệu đồng sản phẩm Soli Ultra XA nhá. Đấy ạ. Camera này. Trước sau này. Hình thức này, hình thức máy nhá. Khoảng độ 85% các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Soli Ultra XA này các bạn nhé, thay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, màn hình rất là ự, rất là to này. Quên mình không tắt mật khẩu đi. Quên mình không tắt mật khẩu đi. Máy 1 triệu đồng nhá. Ultra XA rất là rẻ các bạn, 1 triệu đồng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về sản phẩm là hôm nay, tối nay thì mình về tiếp tục được con Soli XZ này nhá. Soli gì nhỉ? Soli XZ1 nhá. Soli XZ1 thì hôm nay nhà mình tối ngày hôm nay nhà mình về được con một con màu xanh này các bạn nhá. Đấy, Soli XZ1 đấy ạ. Này. Soli XZ1. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Con Soli XZ1 này là đẹp trên 90%. Đấy. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ con này là 64GB. Con này thì là chip là SNAT là 835 và pin là 2K7 các bạn nhé. Này, bộ nhớ trong 64GB. Mình sẽ kết nối Wi-Fi và mình sẽ nghe nhạc cho bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.200.000 nhá. Này. Con này thì bên mình thanh lý bạn với giá là 2.200.000. Hình thức là máy đẹp trên 90% nhá. Này, rất là đẹp.
Sony XZ1 nha. Mình sẽ vào nghe nhạc, nói chung là nghe nhạc còn này sướng. Đó. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ, chỉ về hơn 2 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB rồi, rất là rẻ. Quảng cáo suốt ngày ạ. Tải ngay app Lazada. Chiều điêu khủng từ cửa hàng chính hãng. Đấy, nghe nhạc rất hay. Nghe nhạc thì nó hai loa nhá, một loa trên và một loa dưới này, hai loa. Nghe rất là phê ạ. Đấy. Nghe rất là phê, mà hình ảnh rất là sắc nét nhá. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ1 này các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì hình thức là đẹp trên 90%. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000 sản phẩm Sony XZ1 đấy ạ. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64GB, chip là 835. Đấy. Rất là rẻ nhá. Nói chung là chip chiến các loại game luôn. Đấy, rất là tuyệt vời ạ. Và con đây là iPhone 6 này, iPhone 6 thường. Con này là bản quốc tế 16GB nhá. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.700.000. iPhone thì dạo này thì đang lên giá các bạn nhá. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. 1.700.000, tất cả là máy vân chân vân tay đầy đủ nhá. Đây, vân chân vân tay đầy đủ, bản 16GB. iPhone đang lên tại vì bên Mỹ đang bạo loạn thì iPhone thì họ đập hết, cướp hết iPhone rồi. Bây giờ tỷ lệ iPhone thì khả năng là thời gian nữa là khan iPhone nhá. Đấy, con gì nhờ, iPhone 6 thường 16GB bên mình đang bán các bạn với giá là 1.700.000. 1.700.000 iPhone 6 nhá. 16GB vân chân vân tay đầy đủ ạ, rất là rẻ cho các bạn nhá. Rất là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai con Samsung S7 này. Đấy, hai con S7 này. Đấy. Hai con S7. Và cấu hình con S7 này là cấu hình con hai con này là gì nhỉ? RAM 4GB bộ nhớ coi như là RAM 4GB. Bộ nhớ là 32GB nhá, hai con S7 đấy ạ. Hình thức thì cũng con này hình thức còn đẹp là 90%. Cái nút home nó chỉ bị hơi xước xước một tí này thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000 đấy ạ. Con này thì hình thức cũng thế. Hai con mình bán đồng giá các bạn với giá là 1.800.000 nhá. Đây, hai con này thì bên mình đã bóng giá 1.800.000 nhá. Đấy, chỉ hơi bị xước một tí nút home thôi. Đấy, nhưng mà các bạn dùng tất cả chức năng là full hết nhá, hơi bị phẩy tí nút home thôi. Thì vì dùng lâu thì cũng không thể tránh được các bạn nhé. Đấy. Hai con S7 hình thức là máy đẹp là 90%. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 một con nhá. Hai con này thì hai con này đồng giá là 1.800.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn đi hàng mình là sớm nhất ạ. Đây là một qua Zalo và hai liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần thì trực tiếp qua cửa hàng của mình nhá. Hai con S7 này, 1.800.000 một con nhé, S7 đấy. Chiến các loại game. RAM 4 bộ nhớ là gì nhỉ? 32GB. Tại vì ngày xưa cái chip của nó thì nó dùng ngon hơn điện thoại đời mới bây giờ cơ. Đây. Và tối nay thì nhà mình về được con Samsung Lot 5 này. Lot 5 này, con này là bản Việt nhá. Này, con này là bản Việt, bản công ty. RAM 4 bộ nhớ 32GB. Này. Hình thức là máy còn 90% các bạn nhé. Hình thức là máy còn 90% ạ. Đấy. Mặt lưng nó khá là đẹp ạ. Mặt lưng sáng bóng luôn. Đấy. Mặt kính cũng thế, sáng bóng luôn. Con này là bản Việt nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.300.000 đấy. 2.300.000, hình thức là máy còn 90% đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 bản Việt này các bạn nhớ tải hàng mình sớm nhất nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 32GB. Đấy, Note 5 thì nó có cái bút này, rất là tuyệt vời. Đấy các bạn, đấy, nó có cái bút dùng rất là tuyệt vời. Đấy các bạn ký tên rất là tuyệt vời, ok nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhớ tải hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, tặng bạn kèm bạn một cái ốp rất là cute.
Đây, ốp này thì khách này là cũng màu gold luôn, chắc họ thích màu vàng đấy. Đấy, 2.300.000 sản phẩm Samsung Lot 5 nhá, rất là rẻ nhá. Và đây là con Samsung Z7 Pro này, Z7 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về được một con này xong, con Z7 Pro màu hồng đấy ạ, Z7 Pro màu hồng. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu của khách xong nhá. 201 này, Z7 Pro màu hồng này, đấy, màu hồng. Con này thì rất là nữ tính các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp là 90% ạ. Này, khách xài nữ dài rất là dữ ạ. Này, con Z7 Pro màu hồng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.100.000 nhá. 2.100.000 sản phẩm Samsung Z7 Pro màu hồng này ạ. Đấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đây. Thì vì sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì đợt này thị trường đang bán nó có cả loại màn hình 2IC ấy, nên là các bạn mua bán là chọn những chỗ uy tín mà mua nhé. Này. Z7 Pro thì nó có cả sản phẩm màn hình 2IC ấy. Mình thấy nhiều chỗ thanh lý rẻ lắm, có hơn 1 triệu thôi. Thì các bạn cứ cân nhắc xuống tiền mua sản phẩm nhé. Đây ạ. Samsung Z7 Pro màu hồng. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin là 3K6. Con này thì mọi người cũng không lạ lẫm gì con này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.100.000. Con này thì các bạn mua về tặng cho người yêu, bà xã rất là ok chứ. Nó xuất sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn dùng bền, quá là bền luôn. Dùng rất là ok ạ. Đấy. Trên thị trường thì đang trôi nổi rất nhiều mà sản phẩm Samsung Z7 Pro mà màn 2IC ấy, thì các bạn mua là cân nhắc lên là cẩn thận một chút nhé. Màn 2IC thì nó cũng dùng được thôi, nhưng mà cái màu màn hình thì nó không được sáng đẹp như cái màn zin này nhé. Đấy. Đấy, và hôm nay nhà mình về được con này, con M20 này. Con này là Samsung M20. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhé. Con này thì khách đã báo cho mình tình trạng là máy ép kính một lần rồi ạ. Đây, M20. Chỗ khay sim thì nó bị hơi bị vỡ một chút này. Đây. Khay sim kiểu người ta kiểu tháo ra nhiều, nó hơi bị nẻ một chút này. Đó. Chỗ mỗi chỗ khay sim thôi, không ảnh hưởng gì. Khách thì đã chỉ có ép mỗi kính một lần nhé. Đây. Con này thì khách chỉ mỗi ép kính một lần thôi. Cái con M20 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhé. Pin là 5.000 nhé. Pin 5.000 này. Pin 5.000 M20. Con này là bản công ty 2 sim, pin 5.000 nhá. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột. Con này thì là mình về thâu lại của khách thì tình trạng là máy là khách báo là ép kính một lần nhá. Đấy. Bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng sản phẩm Samsung M20 đấy, rất là rẻ nhá. Giá cực kỳ rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con Oppo A57 đi ạ. Đây. Oppo A57. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Hình thức máy nó khá là đẹp nhé các bạn nhé. Đây. Đây, hình thức máy đẹp còn 90% ạ. Đây. Máy nó rất là đẹp, 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.500.000 nhé. 1.500.000 sản phẩm Oppo F3 Lite đấy ạ. Con này F3 Lite này thì nó có vân tay nhé. Dùng rất là thích ạ. Vân tay này, vật lý rất là thích ạ. Đây. Mà hình thức máy rất là đẹp nhé. Hình thức còn 90% ạ. Lo còn 90%. Rất là đẹp. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 Lite này các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, rất là rẻ. 1.500.000 này ạ. Đó, rất là rẻ. Và đây là con Oppo F5 này. F5 này đấy. Oppo F5 này. Đây. Oppo F5. Cấu hình con này là RAM gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB ạ. Này, Oppo F5. Đây. Con này thì hình thức còn 90% nhá. Đấy. 90% Oppo F5 đấy ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.750.000 nhá. 1.750.000 sản phẩm Oppo F5 đây ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. 1.750.000.
Thì con này thì đang bị mật khẩu màn hình, thì mai thì mình kiểu khách mới cắm hết hạn này thì mình cũng quên không ghi mật khẩu vào, mai mình sẽ phá mật khẩu cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhé, 1.750.000 rất là rẻ nhé, rất là rẻ. Và đây là con Oppo F7 này, F7 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Oppo F7 cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB, RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Đây. Con này thì hình thức còn 90%. Đấy, Oppo F7 thì ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2.400.000 nhá. 2.400.000 sản phẩm Samsung à gì nhỉ? Oppo F7 thì ạ. RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 này các bạn nhớ hàm liệt sớm nhất nhá. Máy đẹp hình thức đồng 90% đây ạ. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64GB, thanh lý rất là rẻ nhé. Và đây là sản phẩm tiếp theo các bạn là Sony Z3. Đây, Sony Z3 thì nhà mình là bên mình đang bán mạng với giá là 1.200.000. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Sony Z3 này thì chiến các mọi gậy loại game PUBG, Liên Quân Mobile nào thì các kiểu ABC. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.200.000. Đấy, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Máy toàn là màu trắng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z3 này các bạn nhé, hàng này là sớm nhất nhé. Hình thức máy đẹp 90% đấy ạ, Sony Z3 đấy, rất là rẻ. Và hôm nay nhà mình về được con Samsung, con này là Samsung A7 2015. Đấy, A7 2015 ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.500.000 nhé. 1.500.000 sản phẩm Samsung A7 2015, màn hình là 5.5 inch, đây, chữ to, số rất là to. Nhà các bạn mà có bố mẹ, ông bà bố mẹ các bạn dùng những chữ như này các bạn dùng rất là tuyệt vời ạ, rất là rẻ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào thích sản phẩm nào có bên mình thì các bạn hãy đăng ký kênh, ở chung thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người dọn trọc tiên. Các bạn thích sản phẩm nào thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Và mình sẽ hẹn các bạn clip tối ngày mai. Bây giờ mình buồn ngủ quá rồi. Ở đây thì mình đây mình quên mất, mình có cái sạc nhanh là Oppo. Mình còn dư cái bộ sạc Oppo Vox mà đây. Sạc nhanh của Oppo Vox 3.0 nhá. Đây, đây, bộ này thì mình sẽ thanh lý với các bạn với giá lợn chết nhá. Bạn nào thích sản phẩm sạc nhanh Oppo Vox của Oppo này, các bạn nhanh tay hàng mình, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhé, để giá chi tiết nhé, mình thanh lý các bạn là cực kỳ là lợn chết nhé. Đây, dư bộ sạc của Oppo đây ạ. Ôi, mình buồn ngủ quá rồi. Mình xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngủ ngon nhé.